Quý vị thân mến, khi những ồn ào xung quanh câu chuyện khất thực và cúng dường ở chùa Ba Vàng trong lễ Vu Lan báo hiếu, cầu siêu phả độ gia tiên ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày mùng 10 tháng 7 nhâm dần vừa qua đang gây ra những dư luận trái chiều. Thì mới nhất sau việc thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp. Ngay lập tức chỉ sau một ngày, các page Facebook được cho là của chùa Ba Vàng và trang web của thầy Thích Trúc Thái Minh đã đồng loạt đăng bài thể hiện rõ quan điểm, đồng thời cho rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán Chùa Ba Vàng. Vậy cụ thể màn khẩu chiến này ra sao? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mới đây, ngay trên trang Fanpage được cho là của Chùa Ba Vàng, đã có 468.180 người theo dõi đăng tải bài viết với tiêu đề Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán Chùa Ba Vàng. Bài viết này không chỉ được đăng tải trên Facebook mà ngay trên website thầy thích trúc thái minh.com, Facebook có tích xanh của thầy thích trúc thái minh cũng đã nêu rõ quan điểm này. Sau bài viết của báo điện tử VTC News, trích lời của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó trưởng ban Ban Trị sự, kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng Việc cúng dường ở Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh trong clip lan truyền trên mạng là không phù hợp và cần tránh hiện tượng tương tự. Đồng thời, thư tọa tiến sĩ Thích Nhật Tử cho biết, Khất thực là cơ hội để những người yêu mến đạo Phật kết nhân duyên với các thành viên tăng đoàn bằng cách cúng dường thức ăn. Sau khi nhận thức ăn, tăng đoàn có thể sẽ bày tỏ lòng biết ơn bằng các bài pháp, chia sẻ ngắn. Đức Phật đã quy định rất rõ, không tiếp nhận tiền tài, hoa khi khất thực, chủ yếu gieo duyên cúng thức ăn. Những điều làm khác với hai quy định nêu trên là chưa phù hợp văn hóa được Đức Phật quy định cho người xuất gia. Đáng chú ý, Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh đã có hành động mà theo như một số cư dân mạng gọi là phản đêm cực chất. Trước hết đi vào bài viết trên website thầy thích trúc thái minh com Tại trang web này cung cấp thông tin cũng như cách trình bày khá khoa học và logic. Bài viết được đăng ngày 17 tháng 8 năm 2022 và lúc 22 giờ 46 phút Mở đầu bài viết đã nói về lễ vu lan báo hiếu, cầu siêu phả độ gia tiên được tổ chức tại Chùa Ba Vàng. Ngay sau đây chúng tôi xin được phép trích dẫn bài viết này. Kính thưa quý Phật tử, trong lễ vu lan báo hiếu, cầu siêu phả độ gia tiên ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 10 nhâm dần, chư tăng Chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự, thọ nhận sự cúng dường hoa và vật thực của quý Phật tử, một số Phật tử do không chuẩn bị được hoa và vật thực nên đã phát tâm dâng cúng tịnh tài cho chư Tăng. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, VTC News đăng bài Thượng tọa Thích Nhật Từ cúng dường như ở Chùa Ba Vàng là không phù hợp. Trong đó Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng việc cúng dường ở Chùa Ba Vàng Quảng Ninh trong clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự. Chùa Ba Vàng khẳng định sự việc trư tăng Chùa Ba Vàng khất thực tùy thí đắc thọ, nhận tiền cúng dường của Phật tử để nuôi thân mạng, hoàng dương Phật Pháp và góp phần cùng chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội là đúng pháp Phật, đúng pháp luật, phù hợp với sinh hoạt Phật giáo trong và ngoài nước hiện nay. Trong bài viết một lần nữa khẳng định Chùa Ba Vàng khất thực và nhận tiền cúng dường để không vi phạm pháp luật cũng như tôn giáo mục đích của toàn bộ số tiền cúng dường được nhận, chùa sẽ sử dụng vào việc chăm sóc đời sống chư tăng, chỉnh trang chùa, in ấn kinh sách và làm từ thiện giúp ích cho đời. Tiếp đó, bài viết này cũng đã thẳng tay vỗ mặt Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng trước khi lên tiếng hay phê phán bất cứ điều gì, Thượng tọa hãy nhìn lại chính mình, vì trước đây, vào những năm 2013, 2018, 2019, 2022, nơi thượng tọa làm phó ban trị sự cũng tổ chức khất thực với sự tham gia của nhiều chư tăng, tôn đức, tăng ni từ trung ương xã hội đến ban trị sự các cấp, trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử. Bài viết viện dẫn các bài viết, trong đó có hình ảnh cụ thể được ghi chú thích ảnh rõ ràng trong các năm. Trước khi phê phán Chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên xem lại hành vi của chính mình. Ngày 19 tháng 1 năm 2018, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã tổ chức cổ suý lễ khất thực của Chư Tăng trên đường phố Cố Đô Luang Prabang, Lào, nơi Chư Tăng nhận tiền cúng dường của hàng trăm Phật tử đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng, việc làm đó là truyền thống văn hóa cao quý từ thời Đức Phật, không lựa chọn, không chê, không khen, ai dâng cúng cái gì, tiếp nhận cái đó. Đây là hình ảnh được ghi rõ ràng vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, được đăng tải trên fanpage Chùa Giác Ngộ. Lễ xuất bát tại cố đô Luang Prabang, Lào, nơi chư tăng thọ nhận tiền cúng dường của hàng trăm Phật tử, được thượng tọa thích nhật từ cổ suý là truyền thống văn hóa cao quý từ thời Đức Phật, không lựa chọn, không che, không khen, ai dâng cúng cái gì, tiếp nhận cái đó. Tiếp đó bài viết nêu trong chú thích ảnh, Thượng tọa thích nhật từ cổ suý buổi khất thực với quy mô quốc tế trên đường phố Lào, nơi trừ tăng nhận tiền cúng dường của hàng trăm Phật tử đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Cùng với đó, website của thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đưa ra bằng chứng về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trước khi phê phán Chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nghe lại phát ngôn của chính mình. Ngày 24 tháng 7 năm 2019, trang Facebook Chùa Giác Ngộ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ đăng bài hiểu về cúng trai phạn, trai tăng, trong đó khẳng định ngày nay do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt để chư tăng ni tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết. Một lần nữa, như nhấn mạnh và tỏ ra bức xúc cho những phê phán của thượng tọa thích Nhật tử, website của thầy Thích Trúc Thái Minh còn chỉ rõ những chùa khác hay kể cả nơi mà thượng tọa làm phó trưởng ban trị sự cũng tổ chức khất thực với sự tham gia của nhiều chư tôn đức tăng ni từ trung ương giáo hội đến ban trị sự các cấp, trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử. Bài viết đã liệt kê hàng loạt chùa như Chantarangsay quận 3 ngày 12 tháng 2 năm 2013. Đồi Đình Vạn Thọ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 8 năm 2013, chùa Kiều Đàm thành phố Thủ Đức ngày 12 tháng 6 năm 2022, chùa Bửu Quang thành phố Thủ Đức nhân đại lễ Phật đản PL2566 DL2022. Như một lời chứng minh rất chi tiết, website này còn cung cấp cụ thể từng giây từng phút việc cúng dường của một số chùa trong đại lễ Phật đản như Hình ảnh trong phút 20-41 giây của video câu lạc bộ tâm tử lan tỏa, cúng dường trai tăng, đặt bát ở chùa Bửu Quang Đại lễ Phật Đản. Hình ảnh được ghi nhận tại lễ đặt bát cúng dường tại chùa Bửu Quang, thành phố Thủ Đức, nhân đại lễ Phật Đản. Hình ảnh các chùa nơi thượng tọa thích nhật từ làm phó trưởng ban trị sự, trực tiếp nhận tiền cúng dường của Phật tử. Cuối cùng, trước khi kết lại vấn đề, trang web này cũng đã đặt dấu hỏi, đặc biệt lấy danh nghĩa chùa Ba Vàng để hỏi. Chùa Ba Vàng xin đặt câu hỏi, tại sao thượng tọa Thích Nhật Từ lại thất thường như vậy, phản bội chính mình và truyền thống khất thực tùy thí đắc thọ của Phật giáo? Câu hỏi này vừa giống như một câu hỏi nghi vấn, lại vừa giống như một câu hỏi nhằm khẳng định vấn đề thượng tọa Thích Nhật Từ đang phản bội lại chính mình và truyền thống của Phật giáo. Toàn bộ những hình ảnh phát ngôn quan điểm này đã được đăng tải công khai trên hệ thống fanpage của chùa Ba Vàng, Facebook có tích xanh của thầy Thích Trúc Thái Minh và website của thầy Thích Trúc Thái Minh. Giữa màn đấu khẩu đầy kịch tính được cho là giữa người đứng đầu chùa Ba Vàng là thầy Thích Trúc Thái Minh và một bên là thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ai sẽ là người thắng cuộc? Dù đến thời điểm này chưa phân trần được đúng sai thắng thua trong câu chuyện của hai vị sư thầy Thế nhưng có vẻ như việc cuộc khẩu chiến này đã khiến nhiều người và nhiều Phật tử rơi vào cảnh hoang mang vì không biết nên nghe theo ai. Cúng dường như thế nào cho phải, khất thực thế nào cho nên. Trong khi hai thầy còn mải đôi co, thì những người ngoài cuộc có lẽ đang vui mừng, thậm chí hả hê cho rằng các thầy vẫn còn tham sân si, chưa rũ bỏ tam động. Còn quý khán giả, quý vị nghĩ cuộc khẩu chiến này sẽ đi đến đâu? Lùm xùm liên quan đến chùa Ba Vàng từ nay sẽ kết thúc hay sẽ dấy lên những câu chuyện cháy khoái khác đằng sau cửa Phật linh thiêng? Chúng ta cùng chờ đợi các bạn nhé!